Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi. Chào các bạn quay lại với kênh anh em Vlog nha. Thì hôm nay mấy anh em mình đang ghim lô đóng cái con ghe đục nè các bạn. Thấy ghê chưa? Đây, ghe đục, cái phần chính giữa của ghe, nhưng mà mấy anh em mình chưa có khoét nha các bạn. Đang vô những cái dây cong. Ghe này cái trọng tải cũng hơi lớn, bây giờ mấy anh em mình làm mấy cái dây cong nó hơi dày đó các bạn. Để nó chịu lực tốt các bạn ơi. Này chở chắc cũng cực 5-60 tấn cá quá. Đây mấy anh em mình gáp cái đít, cái đầu đã xong rồi nè các bạn. Đây này tăng ca luôn bạn ơi. Làm buổi tối mới kịp, tại vì mấy cái đồ chế với những cái mô hình nữa các bạn. Phải làm rất là lâu nó mới xong cái video để ra được một cái clip các bạn, rất là lâu. Mấy anh em mình tranh thủ làm cho các bạn xem, chứ để ra clip lâu quá, các bạn đợi lâu quá. Hôm thấy có mấy bạn bình luận lên đợi quá lâu rồi. Thì mấy bạn cũng biết rồi đó, cũng thông cảm cho mấy anh em mình nha. Này các bạn ơi, chấm vô mà còn phải lấy điện thoại quay rồi chả bắt chấm nữa nè, chả đâu có bắt để chở không được, để không cái chả chữ. Mình ngồi mình nói mình quay cho mấy bạn xem á, cái chả nói ừ mày ngồi mày quay hoài đi, mày quay cho mọc rong cái tay mày đi gì không đó nè, cắt của người ta nè nè. Bây giờ em vô chết hay gì, giống như sẩm bả không được hay vậy? Bả à, đặt thông tin bả vậy đó, bả bả nè, cái lỗ tè hẻ là bả nè. Ghe đóng thì phải có lỗ, phải sẩm bả chứ. Bả, cái gì nói không được hết trơn á nè. Trời ơi trời, cắt hay thèm thiệt chứ. Cái lỗ nhẹ nhỏ hiếu rồi ha. Gồ dán gồ dính mũi vô luôn rồi. Bẻ đi gần hồi ốp lên. Trời cầm cái tay. Trời trời không nhúc nhích luôn á trời. Cái gì nè? Dỡ lên cái gì ba? Dỡ lên đồ. Vậy cái này không? Không chữ nó khó là không biết nó khó gì vậy. Đây mua đục mình đang gắp cái mũi nha các bạn. Dỡ làm nhiêu đó rồi đó. Vậy dữ dằn không có giỡn đâu. Năm 5 tại vì con thi học sinh giỏi bao nhiêu mà. Trước giờ năm nào mà thi 13 môn dân sinh chủ đệ chứ đâu. À giờ gắt đà rồi à nè. À giờ mình chuẩn bị làm sạp. 13 môn sinh chủ đệ luôn. Ba cha nội học lội con bóng ra ngoài. Học cũng chết luôn mà ngay nếu mình ngay năm đó đi. Đây nha các bạn. Đây mình mấy anh em mình đang gắp bẻ gió nha các bạn. Thì khoan đục đã khoét rồi nha các bạn. Bên đó khoan mình đang khoan các bạn. Đấy. Cái mặt ghe đục làm xong rồi nhưng mà chưa vẽ các bạn. Nãy giờ muốn thợ vẽ. Muốn thợ vẽ mới được. Mặt ghe đục này. Mặt ghe đục này không biết được vẽ anh rồi. Có ai vẽ biết vẽ mặt đục không? Muốn vẽ 1 triệu đó. Vẽ mới ghê. Chứ sao? Đây. Đã làm chỗ lắp nó ra các bạn. Đang mình đang đặt máy gì vậy các bạn ơi. Đang đặt cái này chắc đặt cái Cumin 500 quá. Ghe đục mà đặt cái Cumin 500 là phải mướn bản vẽ với lo tiền là cỡ khoảng chừng đăng kiểm với bản vẽ rồi luôn, chứ khoảng chừng cái máy luôn là theo mình tính tiền không là cỡ 3 tỷ mấy vậy đó các bạn. Cumin 500 này chạy chắc chân dịch thước 35 quá, thước 15 thước 35 luôn. Rồi, đang gắp cái bẻ gió này vô nha các bạn. Đây các bạn, đang gắp kèo mũi các bạn. Rồi, lên không? Rồi, giờ này mấy anh em mình đã làm tới cái phần mũi nha các bạn. Sạp xong luôn. Đây, mình tâm đắc nhất là cái lỗ này nè các bạn. Mấy gắn cái lỗ xình hết cái đố mấy bạn, cái này là cái cây gì nè. Các bạn biết, các bạn để lại comment cho anh em mình nha. Mấy bạn đoán đúng là sẽ có thưởng luôn mấy bạn. Đây bên đây một cái nữa nè. Đó cho các bạn nhìn tổng thể gõ luôn nha.
Thôi các bạn để lại bình luận mà đúng đi, anh em mình tặng luôn chiếc này cho các bạn luôn á. Các bạn không biết cái đó cái gì đâu, công phu dữ lắm mới chét được cái đó đó. Đây, đây là bộ sạp nha các bạn, dở lên được đàng hoàng luôn nha các bạn. Đây, đây. Đó, sạp này nó hơi lỗi các bạn ơi, nãy dán nó dính keo sắt, còn hơi dính keo, dở lên gỡ xuống một hai lần là nó sẽ hết keo. Nữa làm dấu nha, làm dấu sạp này, sạp giữa, sạp em nó không ăn. Đấy, sạp này, này là mình mới làm xong luôn các bạn, bởi vì mới dán xong luôn, bởi vì nó còn dính keo các bạn. Đây là cái sạp cuối, sạp dài nhất. Đây, mình đã gắn luôn cái phần motor máy bơm, nhưng mà là motor nữa. Máy bơm cút nước của Hoàng Đục nha các bạn, chạy đầy gác, chạy con 6DH 6DH 4 cò luôn nha các bạn. Đây, con Cumin 500 mình mới đặt ở trên mạng về mấy bạn ơi, với cái bộ phận chế nhông các bạn, thì đầu máy nữa mình sẽ bật nó sẽ nằm như vậy. Đây, Cumin 500 này là dòng tua là 1 phút là nó chạy 24.000 vòng nha các bạn. Đó, mình lên vàng kèo mui và sửa sạn lợp vàng mui nha các bạn. Các bạn nhìn tổng thể cái con ga đục giờ này, các bạn là nhìn thấy ga hình ga đục rồi. Hổng ra mình review cho các bạn coi cái mô quá trình làm mà chưa ga hình của ga đục. Đó, tăng ca luôn bạn ơi, giờ này cháy rồi, 9-10 giờ tối rồi mà gán làm cho nó xong nha các bạn. Tại buổi sáng mình còn phải đi làm công việc để mình kiếm kinh phí để xây sở làm kênh cho các bạn xem nha các bạn. Cũng hơi khó khăn về chặt vặt về thời gian các bạn ơi. Rồi anh em mình tiếp tục sẽ lập vàng mui nha các bạn. Này các bạn ơi, đang chuẩn bị dán nha các bạn, làm buổi tối các bạn, bởi vì mất lấy cái đèn pin gọi nè các bạn ơi. Tăng ca cũng hơi khổ, không thấy đường các bạn, thấy vậy chứ mấy cái chi tiết nhỏ phải lấy đèn lát của điện thoại mấy anh em mình gọi mà mới gõ được. Các bạn thấy tay anh mình dính tùm lum hết trơn, tay nào nó dính tàu keo sắt không các bạn ơi. Các bạn thấy anh em mình làm có tâm đó các bạn, bạn để lại like, chia sẻ, đăng ký cho anh em mình nha các bạn. Đăng ký không có tốn phí mấy bạn ơi. Đăng ký không có tốn tiền các bạn, đăng ký ủng hộ anh em mình các bạn. Bấm vô nút đăng ký để chủ yếu là để theo dõi cái kênh video của anh em mình ra video tiếp theo thôi, chứ không có tốn tiền gì hết nha các bạn. Nhằm bạn với nhằm cô chú bác đồ coi á, đưa lên cái nước chụp lại coi cái video á mà mình nói chia sẻ đăng ký rồi đó. Thì cái đăng ký thì cái chữ đăng ký nó cũng sợ tốn tiền các bạn, nhưng mà chắc là đăng ký là để theo dõi kênh của anh em mình thôi chứ không có tốn tiền mấy bạn ơi. Mấy bạn lập cái mũi lên bạn thấy hoành tráng không, nhìn thấy ga hồn chiếc ga đục rồi đó, còn cái mũi nó là đúng đẹp luôn, cái bộ sạp mấy bạn thấy đốn gần 3 bụi tre mới được bộ sạp đó các bạn ơi. Tiễn chọn này kia nọ tùm lum hết trơn, quá trời tốn bộ sạp tốn cây các bạn, mấy khối tre đó không phải ít đâu. Hôm nay mình làm cái ghe mình là hoàn thành cũng gần xong các bạn, giờ trời đặt máy làm qua lăng tay lái bánh lái nó là xong nha các bạn. Thì các bạn nào có theo dõi kênh thì đón chờ clip mình sẽ đăng hoàn thành một chiếc ghe đục các bạn. Hiện tại giờ thì anh em mình đang đặt banh cái mui bây giờ đây nè, đặt máy kỹ hoàn nguyên ngày nay đó, để mình gắp cái mui lên cái mô hình và hoàn thành cho các bạn. Đừng cái đem thợ máy rồi cho tao phe cái mui rồi. Trời ơi trời đó, không đó nghe các bạn, đây cũng đã không ngay giờ đang chỗ lắp nha các bạn, giờ dở ra cho ông thợ máy làm để ông thợ máy cự. Mình ba thằng, hai thằng chuyên đóng còn thằng đặt máy, chia phân công hết bạn ơi.
Bạn ngại rồi đi gắp máy mướn không à, ban đêm mới về gắp máy nhà. Đây là bên trong nha các bạn. Các bạn thấy cái mô hình mình sao, cho comment ý kiến anh em mình góp ý thêm nha các bạn. Nhớ theo dõi clip tiếp theo đang mà khi mình cái gia thuộc hoàn thành mình sẽ test cho các bạn xem nha. Thôi mấy ông cần nền chưa không? Thôi cần cái cây này xong mới cần nền được. Cây này không bén chừng mà. Muốn ông cần nền lắp nền máy không, ông ăn 15 triệu con ơi. Ông ăn mắc gì quỷ gì đấy. Rồi các bạn ơi, rồi cái mô hình anh em mình đặt máy xong nha các bạn. Đó, hiện tại là máy mình đã đặt xong rồi nhưng mà chương dịch thì chưa làm, lá ký thì chưa làm nha các bạn. Chương dịch nó lát đã làm xong. Còn bánh lái còn lát với còn không đoạn sơn với chát keo cho nó kín nước nha các bạn. Còn máy mình đã đặt xong rồi. Mình chuyền nhông luôn các bạn. Nhông này mình chuyền là chạy là hai tua máy nha các bạn. Còn đặt giải nhiệt nữa, giải nhiệt bộ điều khiển, nói chung còn nhiều công đoạn nữa các bạn ơi. Thì tạm thời mình quay cái mô hình gần hoàn thành cho các bạn xem để mà đánh giá các bạn. Đây mình để cái mô vô các bạn. Đó. Còn lát chân dịch, còn chân dịch với bánh lái các bạn, rồi sơn với chất keo, sơn mũi nữa nè. Bởi vì gây đục mình phải sơn mũi, nó nhìn nó mới đẹp luôn, không sơn mũi không có đẹp nha các bạn. Rồi các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo khi anh em mình làm hoàn thành hoàn tất hết sẽ test nha các bạn. Các bạn xem thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ anh em vlog mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.